Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bảo và như mọi người đã biết thì trên YouTube của mình là Bảo Chan. Đây là một video giới thiệu sơ sơ về mình và cũng như là các thành viên gia đình mình. Thành viên ở đây là những thành viên hay giúp mình cameo khi quay thôi nha nè, mọi người có thể xem. Đầu tiên thì mình là sinh viên năm tư của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đã ra trường. Công việc của mình hiện giờ là rửa chén. Đây là bé Lưu Bị. Lưu Bị từ những ngày về là bắt đầu làm cameo cho những cái video như là ăn cái gì Trung Quốc mình quên mất rồi. Để mọi người xem. Đây là Lưu Bị nha. Đâu, Lưu Bị xinh xắn, đẹp trai và sắp chuẩn bị được đi hái cà. Nuôi được 3 con mèo là cả một cái quá trình luôn á. Đây, mà đi mới triệt sản về, có một cái video mà mình có nói về vấn đề triệt sản của em á. Thì đây là cái vết thương này, các bạn có thể xem. Đây, vết thương đã lành nhưng mình đã để lại một cái thẹo ở đây. Còn giờ thì hai đứa nó đang quấn quýt bên nhau thế này. Hôm nào mình cũng phải nhìn tụi nó quấn quýt bên nhau như thế này nè. Mọi người xem. Xem có tức không? Mềm mại lắm các bạn ơi, mềm ơi là mềm đó. Đứa nào cũng mềm mại và xinh xắn nè. Xem, măng cục nhỏ. Xem không? Có thể hơi tối nhưng mà thật ra bây giờ đang là 9:30 sáng, mọi người có thể xem. Đây là bé nhỏ thứ ba của mình, tên là Tào Tháo đó. Bé thích nằm ở trong cái giỏ màu hồng này nè, nên là bé đã cào nát mất cái giỏ của mình rồi, các bạn thấy đó. Tháo rất là dễ thương và mọi người hay gọi bé là một bé mèo không phải là tám thể đâu mà cái gì thể kiểu nhiều màu quá này. Mặt bé này xinh xắn không, bé vô cùng là quấn mình luôn á, nhưng mà lại rất là nhút nhát. Mỗi lần mà cửa mở ra mà không phải là mình thì bé sẽ tìm cách đi trốn, mà lúc nào bé cũng trốn trong này. Con người dễ đoán. Giờ bé lại đang đi trốn rồi. Đó. Đấy ra là sáng nay mình sẽ quay một cái video review sách. Nhưng mà mình kiếm hoài mà mới nhớ ra là cuốn sách đó mình cho bạn mình mượn mất rồi. Nên tiện thể là mình sẽ quay luôn một chiếc video nhỏ nhắn giới thiệu những thành viên nhỏ bí hay làm cameo trong video của mình. Hello. Đó, hai đứa chào mọi người đi hai đứa. Cho mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mẹ con nghe. Đây, Tào Tháo cũng đang nhiều chuyện đi lên. Đây là bộ tam nhiều chuyện trong nhà mình. Đó, các bạn xem có ngầu không? Quá chỉ lá đâu. Mấy đứa ơi. Đó. Và nếu như các bạn thích xem video của mình cũng như là thích xem bộ 3 cameo này làm trò thì hãy like và đăng ký kênh, nhấn cái chuông nghe. Tại vì mình sẽ cố gắng ra video vào mỗi tuần. Và mình giới thiệu lại nha, đây là Tào Tháo nè. Bé chạy cả là tên nhà mình gì chị ơi. Đây là Lưu Bị đó. Và tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã dành thời gian xem video của mình.